Xin hỏi nhà thuốc là bị huyết áp thấp thì có thể uống được xuyên tâm liên hay không? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bị huyết áp thấp thì vẫn có thể sử dụng xuyên tâm liên được bình thường. Khi dùng thì bạn nên thêm 1 đến 2 lát gừng mỏng vào ấm sắc cùng với xuyên tâm liên bạn nhé. Thông tin thêm với bạn về xuyên tâm liên như sau. Theo đông y thì xuyên tâm liên có vị đắng, tính hàn, quy vào kinh phế, vị đại tràng và tiểu đường, có tác dụng giải nhiệt, hoạt huyết, trị thống, thường được sử dụng trong những trường hợp như là điều trị cảm sốt, cúm, viêm amidan, trị ho do viêm họng, viêm phổi, dùng trong trường hợp tiểu buốt, tiểu rách do đường viêm đường tiết niệu, dùng cho phụ nữ bị viêm âm đạo gây ra khí hư, đau bụng kinh, trường hợp mà bị thấp nhiệt gây mụn nhọt, mẩn ngứa, vân vân. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.